Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thời tiết sáng ngày 13 tháng 7 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian dài suy yếu thì sang đến ngày hôm nay, vùng áp thấp phía Tây sẽ mở ra và chi phối đến thời tiết tại các tỉnh miền Bắc. Dù không quá mạnh để tạo ra một đợt nóng diện rộng mới ở Bắc Bộ, nhưng với tiết trời nắng từ sớm lại thêm thời gian nắng trong ngày kéo dài liên tục trên 10 giờ thì nền nhiệt ngày ở Bắc Bộ sẽ tăng khá cao. Nhìn chung phổ biến từ 34 cho tới 35 độ, một số nơi ở đồng bằng Bắc Bộ còn trên 35 độ. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia về thời tiết thì khác với đợt nắng nóng cuối tháng 6, đặc điểm của đợt nóng nhẹ lần này là trời chỉ thực sự nóng mạnh vào khoảng trưa chiều, vì sau 16 giờ thì trời sẽ dịu dần và riêng khu vực Tây Bắc sẽ có mưa rào rải rác. Vì thế mà nhiệt độ về đêm sẽ hạ xuống còn 25 cho tới 27 độ và trời chuyển mát trở lại. Tương tự với các tỉnh miền Bắc thì khu vực các tỉnh phía Bắc đèo ngang từ Thanh Hóa trở vào cho tới Hà Tĩnh chịu sự tác động của vùng thấp phía Tây nên trong ngày đầu tuần trời nắng sớm và một mức nhiệt cũng khá cao là 35 cho tới 36 độ. Cảm giác oi nóng cũng sẽ xuất hiện. Trong khi đó thì ở các tỉnh phía Nam của đèo ngang, tức là từ Quảng Bình trở vào cho tới tận khu vực các tỉnh Bình Định thì chịu tác động của một rãnh thấp đi qua khu vực này nên thời tiết vẫn khá mát mẻ, dễ chịu với một mức nhiệt từ 31 cho tới 33 độ. Về chiều và tối, thời điểm mà rãnh thấp hoạt động mạnh dần mang đến những cơn mưa rông trở lại cho khu vực, trong đó khu vực các tỉnh phía Nam Quảng Trị trở vào cho đến phần phía Bắc của Quảng Nam sẽ là những nơi có mưa rào và rông mạnh với lượng mưa từ 10 cho tới 20mm. Một số nơi nằm ở phía Bắc của đèo Hải Vân còn có thể xuất hiện mưa to với lượng trên 50mm. Dịch chuyển xuống phía Nam, khu vực các tỉnh từ Phú Yên trở vào cho tới Bình Thuận, hôm nay cũng sẽ là một ngày dễ chịu. Trời hầu như không mưa, nắng gián đoạn và một mức nhiệt vừa phải chỉ khoảng 31 cho tới 34 độ. Với các tỉnh phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam tiếp tục là hình thế chính chi phối thời tiết khu vực này. Dù cường độ của nó đã qua giai đoạn cực thịnh, nhưng nó vẫn duy trì một lớp dày suốt từ mặt đất lên tới tận 3.000 mét. Vùng mưa lớn sẽ tập trung ở khu vực phía Nam Tây Nguyên như là Đắk Nông, Lâm Đồng hay là phần phía Bắc của các tỉnh miền Đông là Bình Phước và Tây Ninh. Ngoài ra trong cơn dông có nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy và gió giật mạnh. Do vậy, người dân cần hết sức lưu ý. Do trời nhiều mây và có mưa nên nhiệt độ tại đây vẫn ở mức mát mẻ, phổ biến từ 28 đến 31 độ tại các tỉnh vùng cao Tây Nguyên, 29 cho tới 32 độ cho các tỉnh khu vực phía Tây Nam Bộ. Riêng khu vực Đông Nam Bộ nhiệt độ cao hơn, song vẫn dưới 34 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Dưới tác động của gió mùa Tây Nam hoạt động còn khá mạnh nên hầu khắp các vùng giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả khu vực vùng biển quần đảo Trường Sa. Vùng biển từ Bình Thuận trở vào cho tới Cà Mau xuất hiện gió mùa Tây Nam mạnh ở mức cấp 5, có lúc cấp 6. Sóng biển thì vẫn ở mức cao từ 2 cho tới 3 mét, gây ra tình trạng biển động. Cùng với đó là những cơn mưa rông mạnh có khả năng mang theo lốc xoáy. Như vậy, các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực Tây Bắc có mưa rào rải rác vào lúc chiều tối và đêm. Miền Trung mưa phân bổ không đều, khả năng có mưa rải rác vào lúc chiều tối tại Trung Bộ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông vào lúc chiều tối và đêm. Cần đề phòng có tố lốc xoáy và gió giật mạnh trong mưa rông. Đến đây bản tin thời tiết sáng của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC cũng xin được khép lại. Kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày làm việc đầu tuần thật may mắn và hiệu quả. Thank you.